Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình. Tác giả Tân Dân Tử. Người đọc Trân Châu. Hồi thứ 9. Hiệp dở Đông Sơ từ giả tiểu thơ Bạch Thu Hà, rồi trở về Lữ Quán. Mãn Nương thầm lo trộm tính, đứng ngồi nghĩ suy, chẳng biết lấy ai mà cậy đấng mai nhân. Đặng lên kinh đô nghĩ cuộc nhân duyên, và thông lời cùng Bạch Gia Thượng Thư Binh Bộ. Vì từ khi ra Đông Kinh đến nay thì tứ cốt vô thân, chưa từng quen biết một ai trong hàng văn bang võ bá. Giả lại cha tiểu thơ là bậc đại quan thượng tướng, quần cao tước trọng. Đoạn lại non sông cách trở, đường xá xa xôi, dẫu có mai nhân cũng khó thông lời nghị luận. Mãn Đương suy nghĩ như vậy, bỗng thấy một tên quân nhân ngoài cửa bước vô, cúi đầu chào Đông Sơ mà thưa rằng: có lệnh tổng trấn Lê Công giải mời quan nhân vào dinh hầu việc. Đông Sơ liền sắm sửa y cân rồi đi với tên quân ấy. Khi tới dinh thì thấy trước chiên môn có dựng một cây quỳnh kỳ và một tấm bảng vàng đề: Bắc Kỳ tổng trấn Lê Quận Công chính phủ, tên là Lê Văn Duyệt. Đông Sơ đương đứng ngoài chờ lệnh. Khi quân ra mời vào thì thấy Lê Công ngồi giữa thính đường, quay nghi tề chỉnh, hai bên quân hầu nghiêm trang. Đông Sơ liền bước tới cúi đầu ra mắt. Lê Công liếc thấy Đông Sơ tướng mạo phương phi, phải một trang của quốc gia lương đóng, thì hỏi rằng: ngươi phải Võ Đông Sơ chăng? Đông Sơ thưa: phải. Lê Công nói: từ khi ta đi chinh phục nước Ai Lao về, ta nghe rằng ngươi ra diễn trường tranh Võ Tấn Sĩ và thắng Đặng Bạch Xuân Phương, phải chăng? Đông Sơ thưa: phải. Lê Công nói: ngươi chẳng biết Bạch Xuân Phương là một vị công tử của quan binh bộ thượng thư tại triều bây giờ đó sao? Đông Sơ nói: bẩm quận công, tôi không biết Bạch Xuân Phương là ai. Tôi chỉ biết hội thi này là một hội của quốc gia để khai khoa thủ sĩ, tuyển chọn nhân tài trong nước đó thôi. Chẳng luận là công tử dương tôn và chẳng luận là cùng dân mà sĩ. Hễ ai có tài khuôn thời tế thế, dẹp loạn phòn nguy, giỏi thì thắng, dở thì thua, theo luật công bình của nước nhà, chẳng thiên vị ai hết. Chứ tôi chẳng biết ai là công tử, ai là dương tôn. Dĩ như lấy hạng công tử mà sánh so thì tôi đây cũng một bậc công tử như Xuân Phương kia vậy. Lê Công nghe nói thì mỉm cười và hỏi rằng: tổ quân và cha mẹ của ngươi ở đâu? Đông Sơ thưa: tổ quán tôi ở tại Nam Kỳ. Cha tôi khi sanh tiền là quận công Võ Tánh, mẹ tôi là công chúa Ngọc Du. Cả hai đều từ trần trong khi tôi còn thơ ấu. Lê Cần nghe nói thì ngó Đông Sơ chăm chỉ một hồi, rồi gật đầu và nói rằng: thật là hổ phụ sanh hổ tử, lời tục chẳng sai. Rồi dây lại nói với Đông Sơ rằng: vậy thì quan hậu quân là bạn đồng liêu với ta trong lúc ngài còn sanh tiền ở tại gia định. Đông Sơ nói: bẩm quận công, khi tôi còn nhỏ, tôi từng nghe mẹ tôi nói trong lúc hoàng thượng đem binh dẹp giặc Tây Sơn tại thành Quy Nhơn, thì quận công làm chức tả quân, còn cha tôi thì làm chức hậu quân. Khi cha tôi mất ở thành Bình Định, thì quận công đem binh đánh lấy Phú Xuân, dẹp yên Tây Sơn, rồi kéo binh luôn ra Bắc Kỳ mà bắt bọn Nguyễn Quang Toản. Sau lại quận công trở về Giao Định, dẹp giặc Xiêm La bảo hộ nước Cao Mang. Công nghiệp quận công đánh bắt dẹp Nam, chẳng biết bao nhiêu văn quan võ diện. Tôi nghĩ tôi rất vô phước, rủi cho cha mẹ tôi mất sớm. Chưa chi cha mẹ tôi còn mạnh giỏi như quận công, thì tôi cũng đáng gọi một bậc quốc thích hoàng thân và một bậc công tử đương thời, như bà Xuân Phương ngày nay đó vậy. Lê Công nghe lời chúng chín mỉm cười, rồi nói với Đông Sơ rằng: ấy là ta hỏi thử ngươi đó thôi, ngươi chẳng nên phàn nàn. Chết như cha ngươi, đó là một sự chết vinh vang cho tổ quốc nước non. Chết như vậy mới là danh thơm thanh sử, tiếng để ngàn thu. Chết như vậy mới miễu phụng đình thờ. Cái phương danh của cha ngươi ngày nay bia tạc nơi võ trụ Sơn Hà, ai ai mà chẳng tiếc thương sùng bái. Nay nhân có thánh chỉ của hoàng thượng phong ban cho ngươi làm chức trung quý, đề ở bổn trấn tùng quân cùng ta. Nay ta nghe quân hải khấu bên Trung Quốc hay tàn ẩn trong mấy cái cù lao ở mặt biển Đông Dương mà cướp đoạt những ghe thương hồ và nhiễu hại Lê Thứ. Vậy ngươi hãy ra tỉnh Hải Dương, lãnh 10 chiếc chiến thuyền và 200 thủy binh mà dẹp quân hải khấu, và du thám dễ thê các cửa biển tỉnh Quảng Đông,
rồi làm một bản đồ cho chắc chắn mà nạp cho ta rõ. Ngươi hay hết lòng cần cán, lo ngập công nghiệp với nước nhà và noi theo gương trung liệt của tiền nhớ ngươi là quan hậu quân võ công ngày xưa cho đang một chức phận nam nhi của con dòng cửa tướng. Vậy ngươi hãy sáng mà lãnh cái trách nhiệm ấy cho hoàn toàn, rồi ta sẽ báo tấu cùng triều đình, đặng gia thăng cho ngươi quyền tước. Long Sư cúi đầu dâng lệnh và từ giả Lê Công, rồi trở về Lữ Quán. Lo rồi nghĩ tới sự nhân duyên trắc trở, mai mối chưa thành, nay lại phụng mạng Tuần Dương, đêm ngày tháng mà quăng theo chân trời mặt biển, biết chừng nào mới đặng công vũ hoàn thành, và ngày nào mới đặng trở về mà về Dương Can Lễ. Nghĩ chừng nào thì cái tình của Hồng Nhan Nhi Nữ nó càng làm cho bỉnh rỉnh chi khi anh hùng, khiến cho bối rối tơ lòng, ngồi mà sững sờ buồn bã, rồi lại nghĩ tới cái phận tan bồng đã mang một dốc máu thịt, đường đường, đầu đổi trời, chân đạp đất, thì phải ra mà gánh vác non sông, chống một thanh gươm giữa chốn phong trần, cho rõ mặt tu mi thì mới gọi đứng nam nhi trong hoàng gió. Đó rồi Đông Sơ bước lại thơ phòng, viết một tâm thư, rồi kêu thơ đồng mà dặn, phải đem qua dinh tiểu thơ, đón cho đặng thể nữ Xuân Đào, thì sẽ giao thơ, biểu nó đưa cho tiểu thơ khai kháng. Thơ đồng lánh mạng ra đi, khi tới trước dinh tiểu thơ thì đứng ngoài qua chiên lấp ló dòm vô một hồi, nhưng không thấy ai, bèn lén lén bước vào. Đường ngóc cổ, ngõ dấn giác trước sau, chẳng dè con chó nằm nơi góc giường thấy anh ta bổ tướng dị kỳ, thì chạy sóc lại, ha miệng nhăn răng, cắn ngay ống quần một cái. Anh ta thất kinh chạy vòng theo mé hậu sen, vừa chạy vừa la, chó, chó. Thể nữ Xuân Đào đương đứng phía sau hậu sen, nghe la chạy ra, chẳng dè thơ đồng chạy lại dắp chân té nhào mình Xuân Đào, làm cho Xuân Đào quán hồn. Còn cho thay vậy lại rượt theo, thơ đồng quán kinh, nhảy ngay xuống hồ, nhún chân đứng chần ngần như thần hạ bá, mắt thì nhai nhai thể nữ lê lê, mệnh thì ra chó, chó, in ỏi. Thể nữ thấy dị kỳ cũng bụng miệng tức cười, rồi dai lại học hỏi thư đồng rằng, chú dạo đây có chuyện chi mà đi không kêu người ta coi chó? Thơ đồng lật đật leo lên và thở hào hển nói, cô không la con chó để nó cắn tôi rách cả một ống quần, ấy là cẩu bất giáo. Tôi thì vợ con không có, mà rủi lại bị chó xé quần. Ở đây tướng cố, đều người dân. Tôi biết mượn ai giá lại. Thôi, để tôi ra tay cối đại, xin cô chịu khó nhiếp dùm. Thể nữ nói, chú đừng nói điên. Tôi xích chó ra cắn nữa mà chết. Chú ở đâu lạ mặt đến đây có việc chi? Xin hãy nói cho mau đi, chờ chẳng nên buông lời pha lẫn. Thơ đồng lật đật lấy thơ đưa ra cho Xuân Đào và nói, xin cô làm ơn giao lại cho tiểu thơ, nói rằng quan trung quý võ Đông Sơ kính gửi. Thể nữ lấy thơ rồi dỗ dàng trở vô đưa cho tiểu thơ. Tiểu thơ dò ra xem, thơ như vậy: tôi mới tiếp đặng thánh chỉ, sai đi tuần thám Đông Dương, quân mạng tại thân, không dám trì quẩn, vậy tôi muốn cùng Tình Khanh hội diện, đặng ngày mai sắm sửa đăng trình, xin tối ra Lương Đình, đặng tư tỏ ít lời từ biệt. Ghi tên võ Đông Sơ. Hồi thứ 10, Bạch Thu Hà xem rồi, thơ thẩn vào ra, nghĩ của tơ duyên săn sích chưa xong, nay lại thêm một mối dây sầu bẩn biểu. Kê tô tiểu thư và thể nữ dắt nhau ra Lương Đình, thì đã thấy Đông Sơ đứng chật ngoài hoa viên. Tiểu thơ biểu thể nữ Xuân Đào ra mời, Đông Sơ dỗ dã bước vào chào tiểu thư và nói, hôm nay tôi muốn gặp Tình Khanh đặng ngỏ ít lời tâm sự. Ngày mai này thì chúng ta phải phân cách nhau, kẻ bắt người nam chưa biết chừng nào mới đặng trùng phùng tái hội. Tôi nghĩ mà buồn cho con tạo hoa trêu trêu, gạt gẫm lòng người rất nhiều điều gai gắt, đã khiến cho đôi ta tơ tình dưng dấn, chưa vô xung hiệp lương duyên, bỗng chút lại làm cho anh em lạc bày, phân chia nam bắc. Vì vậy tôi đến mà tỏ chút niềm riêng, Tình Khanh ơi, và xin Tình Khanh giữ dạ đá vàng mà nhớ lời ước thể trăm năm, cho bằng lòng kẻ chân trời mặt biển. Tiểu thơ nói, Lan Quân ơi, đôi ta đã đeo lời ước thể rằng, đem duyên tơ tóc mà kết một dải đồng,
thì giấu cho cách xa nhau, Giảng Thủy Thiên Sơn cũng giữ gìn một lòng thiết thật. Ví dụ lâm tai ngộ biên thế nào cũng chẳng dám dời lòng Đỗ Dạ, sự thương yêu của đôi ta đây. Dầu mài cũng chẳng mòn, mà đập cũng không bể. Song cái khối tình ấy chưa có dịp chi mà tỏ ra lời nói và việc làm cho thấy rõ ràng trước mắt. Thế thì ngày nay, kẻ đứng tạo hoa kia muốn đem cái trường ly sầu biết hận này mà ướm thử lòng chúng ta, đặng xem cho biết ai là người bền giả chặt lòng và ai là kẻ phụ tình giống nghĩa. Vậy ta chẳng nên hờn trách tạo hóa rằng trớ trêu, muốn đem chuyện khó khăn mà phỉnh phờ lòng người dương thế. Ta phải nông trí với càn khôn, kinh gan cùng tế nguyệt, đặng để mà xem thử lòng nhau, thì ngày kia sẽ biết nếu lấy một giọt nước mắt ai bi cùng một ít lời tư thiết mà gọi rằng thương yêu nhau, thì tư tưởng chẳng khác gì đám nhi nữ thường tình mà làm cho anh hùng đoán khí, thì tôi không hề làm đặng. Khi tôi đọc thơ Lan Quân nói, thì các sự buồn bã đã săn văng xúm xích áp lại mà thầm thì cằn nhằn trong ruột gan tôi, dường như phàn nàn cùng tôi rằng thảm thai cho nhân duyên trắc trở, mới hiệp rồi tan, mới gần rồi cách, làm cho kẻ ở người đi mà phải xào gan heo ruột. Cái sự buồn ấy làm cho tôi phải quẩy một gánh tư tưởng nặng nề nơi vai, mà xem ngày giường đêm, xem tháng giường năm, xem ngày vui kia vắng chẳng tày gan, mà ngày buồn này lại dài hơn 4.000 dặm cách. Cái buồn ấy làm cho tôi xem đến nước non hoa cỏ thì thấy sủ la phai màu, xem đến phong cảnh trăng mây thì thấy sơ rơ lờ lạc. Cái cảnh tình ấy dường như thấy tôi buồn thì xúm lại mà phân phiên chia thảm cùng tôi. Nhưng mà trước mặt Lan Quân đây, tôi đã giấu giếm cái sự buồn ấy vào lòng, chẳng muốn để nó tràn ra ngoài nét mài sắc mặt mà làm cho bẩn biểu nước bước anh hùng, và cũng chẳng muốn để cho nó lộn theo câu chuyện giọng tình mà cản trở con đường nghĩa vụ. Cái phận sự chúng ta đây phải thương tưởng Việt Nam như cha mẹ, triều mến Việt Nam như vợ chồng. Chúng ta nhờ ngọn sao tấp đất của Việt Nam mà đặng khôn lớn trưởng thành. Chúng ta nhờ cái phong thổ nước non Việt Nam mà đặng an cư lạc nghiệp. Nay Lan Quân là con trai của Việt Nam, ra mà gánh vác một phần nghĩa vụ của nước non trên vai. Vậy thì tôi xin để một cái danh gia trưởng phu rõ ràng cho Lan Quân. Tôi muốn để cho Lan Quân thông thả mà làm trai Việt Nam cho rõ mặt phi thường, đặng để chút phương danh nơi lịch sử. Như thế thì tôi cũng đáng lãnh một chút danh giá tốt của gái Việt Nam và làm một gương nổi trợ cho quần xoa nữ giới. Đông Sơn nghe tiểu thơ bàn luận mấy điều thì lại càng đem lòng thương yêu kính phục mà đáp lại rằng: Tình Khanh ơi, những lời của Tình Khanh phân trần nghị luận làm cho tôi thấy một lý tưởng rất đích đáng cao kỳ. Tình Khanh tuy là mặc cái lốt quần thô vẫn im mang, liễu bồn như chất mặc dầu, nhưng mà cái phẩm hạnh khẳng khái thông minh, biết nghị luận sự lợi hại hơn thua với chồng, và biết cái sự đối đãi với đất nhà dòng giống, như vậy mới là một người đàn bà tề gia nổi trợ và đáng mặc một phẩm giá của con nhà phiệt dược trăm anh, chứ chẳng phải như bọn gái hạ lưu kia ngơ ngẩn hững hờ, chẳng biết cái tình nghĩa cách thức đối đãi với chồng thế nào cho ý tứ thâm trầm, chẳng biết chấn danh việc gia đình thế nào cho vẻ viên hòa nhã. Xem cái phận sự nội trợ lỏng lẻo như đồ chơi, xem cái luân lý can thường của vợ chồng như tuồng qua đường trăng gió, lãng lãng lơ lơ, ngơ ngơ ngững ngững, chỉ biết đem cả cái đời thật thà mà sấn bẩn theo xó bếp nước kia, ngỡ là sự kiến thức theo trách cá nồi cơm, bồng con giá áo bấy nhiêu thì gọi rằng đủ, lại có kẻ tập theo thói hư hèn lãng phí, chỉ biết mơn trơn theo mấy cây bài, đem cả tên tuổi ngày giờ quý báu kia mà chôn vào mấy sòng cờ bạc, chẳng biết nghĩ đến cái giọt mồ hôi trong huyết mạch của chồng chảy ra đã lắm khi lao tâm khổ tứ. Xét lại những đàn bà như thế thì ai cho rằng đúng bực nữ lưu khôn ngoan,
và ai dùng làm kẻ tề gian nối trở cho đặng. Nay tôi nghĩ cho tôi lấy làm hạnh phúc gặp đặng Tình Khanh đây, và nghe những lời châu ngọc của Tình Khanh. Từ lý thâm trầm, dẫu mà tôi xa cách bao nhiêu non nước quang hà, thì tôi cũng vui lòng nơi chốn hải dốc thiên nhai. Và tôi sẽ khẩn giai với cao dày cho cái mảnh hình hài này, mảnh giỏi trong cơn mũi đạn làng tên, đang giữ một lòng chung thủy với Tình Khanh, mà xem cơ tạo quá đổi dời đến thế nào cho biết. Đồng Sơ nói rồi gieo mình ngồi nơi ghế, còn Tiểu Thư mắt ngó lơ là ra qua viên. Hai người đều lắng lặng làm thinh một hồi, không nói chi hết. Kê Đồng Sơ ghé mắt ngó lại Tiểu Thư, thì thấy hai tròng thu ba đã rưng rưng giọt lụy, chảy xuống đọng trên hai gò má hồng nhan, dường như hột sương mai đọng canh qua đào, nhấp nháng như hột châu đeo má phấn. Đồng Sơ liền kêu Tiểu Thư mà hỏi rằng: "Này Tình Khanh, Tình Khanh mới nói cùng tôi rằng sự khóc lóc là đám nhi nữ thường tình, sao bây giờ tôi thêm Tình Khanh đã rưng rưng hai hàng lụy ngọc đâu vậy?" Tiểu Thư dai lại mỉm cười và đáp rằng: "Lan Quân có biết cái giọt nước mắt này là nước mắt gì chăng?" Đồng Sơ nói: "Tình Khanh ơi, nước mắt ấy là nước mắt thuyền quyên trong biển ái, đau lòng ly hận giọt tình rơi, có phải vậy chăng?" Tiểu Thư nghe nói lắc đầu mà đáp rằng: "Lan Quân ơi, Lan Quân, nói câu trên thì nghe cũng mỉa mai, nhưng mà câu dưới thì chưa nhầm ý thiếp. Nước mắt này là nước mắt thương người, đẫm đương nghĩa vụ, cực cho thân, lội lặn gốc phương trời. Nước mắt này là nước mắt cam kẻ khẳng khai trượng phu, vì diệt nước sông pha lặng tên khói đạn, chứ nào phải nước mắt ly sầu biệt hận của phụ nữ thường tình, để mà cản anh hùng trong lúc lên đường nghĩa vụ đó đâu. Vậy xin Lan Quân hãy xem cho rõ." Đông Sơn nghe nói rồi thì bước lại ôm Tiểu Thư vào lòng và kê miệng lên hai má đào non là chỗ hột lụy đương rơi mà hôn cách thương yêu thân thiết, rồi đứng nhìn mặt Tiểu Thư mà nói rằng: "Tình Khanh ơi, cái hung này làm cho tôi thích đặng mùi thơm tho lên má hồng nhan, mà phì gan nở ruột, cái giọt nước mắt trong mạch ái tình chảy ra đây, tôi nếm vào rất nặng lòng thấm dạ, dẫu cho vàng trăm thoi bạc nghìn lượng, cũng không mua cái giọt nước mắt thuyền quyên rất tình tứ thâm trầm này đặng." Đâu rồi Tiểu Thư bước lại bàn, lấy gói áo đưa cho Đông Sơ mà rằng: "Vậy đương lúc đông thiên lạnh lẽo, gió tuyết mưa sương, xin Lan Quân lấy áo hậu cù này là áo của tôi để ngự hàng, đặng đem theo mà mặc cho đỡ khi sương tuyết lạnh đùng. Và Lan Quân thấy nó cũng như thấy tôi, xin Lan Quân hãy bảo trọng thân danh nơi chốn hải giác thiên nhai. Tôi sẽ thường đêm bái Phật khẩn thần cho Lan Quân truyền khai đắc thắng, pháo phát thành công, cho chức vũ hoàn toàn đặng mau trở gốc quang hà. Tôi sẽ hầu chén tẩy trần mà đợi lúc khải hoàng hậu hội." Kê đo Lan Quân lấy áo hồn cù choàng lên vai, rồi từ giả Tiểu Thơ mở cửa lưng đình bước ra, thì thấy gương ô đã lấp ló vừng đông, bóng hồng đã rửng theo chót núi. Khi Đồng Sơ về đến lữ quán rồi, sắm sửa hành lý ra tỉnh Hải Dương, lãnh một đội chiến thuyền và thủy binh đi dẹp quân Hải Khâu Trung Quốc.